Cả nhà trốn khai báo y tế khiến dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Ngày 29 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đã làm rõ nhiều thông tin liên quan đến vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người khác xảy ra tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành. Theo Công an, ngày 10 tháng 6, bà Trương Thị Sáu, sinh năm 1972, trú tại thôn Hồ Quế, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, cùng chồng là ông Thăng Văn Đức, sinh năm 1972, và con trai, con dâu, cháu từ thôn Hồ Quế di chuyển đến vườn gia đình thuê thầu tại thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn để thu hoạch vải thiều. Khi đến tạm trú tại thôn Cống, bà Trương Thị Sáu cùng gia đình không thực hiện khai báo tạm trú với chính quyền địa phương. Nhưng trong khi đó, đây là địa phương đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, 11 giờ ngày 21 tháng 6, bà Trương Thị Sáu và gia đình vẫn tìm cách về nhà tại thôn Hồ Quế. Khi đi qua chốt kiểm dịch thôn Minh Sơn, xã Kiên Thành, giáp thôn Trại Na, xã Thanh Hải, tổ chốt không cho gia đình đi qua. Gia đình bà Trương Thị Sáu tiếp tục đi đến chốt thôn Rừng Gai, xã Kiên Thành nhưng vẫn không qua được nên bà Trương Thị Sáu cùng gia đình quay lại nhà mẹ đẻ là bà Diệp Thị Vòng, sinh năm 1936, trú tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành. Tại thời điểm này, thôn Bản Hạ cũng đang áp dụng biện pháp cách ly xã hội và tất cả các thôn trong xã Kiên Thành đều lập chốt kiểm soát người, phương tiện ra vào. Đồng thời, thường xuyên mở loa tuyên truyền công tác phòng chống dịch, yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết. Người dân đến từ địa phương khác phải khai báo y tế. Thế nhưng trong thời gian ở nhà bà Diệp Thị Vòng, bà Trương Thị Sáu và gia đình vẫn tiếp tục không thực hiện khai báo tạm trú, không khai báo y tế phòng dịch. Ngày 25 tháng 6, thông qua việc lấy mẫu tầm soát diện rộng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang đã xác định bà Trương Thị Sáu dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến ngày 27 tháng 6, CDC tỉnh Bắc Giang tiếp tục có thông báo trường hợp Trương Văn Đê, sinh năm 2015, trú tại thôn Bản Hạ, xã Kiên Thành, có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 24 tháng 6, tại nhà bà Vòng, bà Trương Thị Sáu và các thành viên trong gia đình ăn cơm, có tiếp xúc với Trương Văn Đê cùng 3 người khác. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực thực hiện điều tra, thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án. Nếu thấy đủ căn cứ sẽ tiến hành khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.